Rồi xin chào anh em nha. Khi anh em nhận được cái lo để mình dẫn vụ dê về là nó gồm có một cái lo nè, không? Cái lo này là cái lo điều khiển từ xa. Rồi cái thẻ nhớ là nằm trong này nè anh em. Đây, cái thẻ nhớ này là chép cái tiếng dê trong này nha. Thì mình bỏ vô trong này. Nó nằm trong này. Rồi kèm theo là một cái đầu mod. Còn đây là cục sạc pin nha anh em. Còn cái này là cái mic để nói chuyện, cái này không có quan trọng. Còn cái này cái túi, cục pin này là đi theo. Gắn cục pin vô. Thì dùng anh em lấy cái đầu mod ra nè. Đó. Mở đây ra nha. Bỏ cục pin vô. Bỏ cục pin vô trong này. Quay một tay nó khó thôi đấy, bật bên giờ rồi anh em đẩy cái này lại nha. Đó. Anh em lưu ý là bỏ vô xong anh em bấm, ví dụ như chưa bật đồ mod á, thì anh em bấm ở đây nè, cái này bật lên bật xuống là để tắt đồ mod nha. Thì cũng chỉ anh em luôn, đồ mod á thì lúc này là lùi nè, lúc này đi tới nè, lúc này là để dừng dừng lại không cho nó kêu nè, còn ở xa thì anh em điều khiển lớn nè, lớn bên này, nhỏ bên này, còn cái này là số thứ tự theo bài hát anh em muốn bấm nào bấm. Nếu ở xa quá không ăn thì anh em kéo anten ra đây, anten kéo đây ha. Còn về cái lo thì anh em xài thì lúc về gắn thẻ nhớ cho anh em bật cái này lên đó, nó lên đèn, anh em bấm này một cái, nhiều cái lo phải bấm cái này nó mới qua được cái tiếng đó. Nè, lên nè, nè số 5 nè, lùi lại nè. Đó nè, đó đó đó, còn này đi tới nè anh em thấy không, lúc này đi tới nha. Còn ví dụ anh em muốn nó kêu cái bài này anh em thấy hay mà sử dụng đang ok thì nó kêu hết bài này, nó sẽ ví dụ bài này là bài số số 4 đúng không, nó kêu hết nó sẽ qua bài số 5. Anh em muốn cho bài số 4 qua anh bấm vào chiếc cờ này nè là nó sẽ lặp hết bài 4 này, nó sẽ lặp lại lần nữa. Còn nếu anh em bỏ lặp đi lặp lại thì bấm vô chữ cờ này là nó sẽ không lặp đi lặp lại. Thí dụ là one là lặp đi, còn cái kia là hồi nãy là cho đi tới. Đó, nói chung nút này là để lặp đi lặp lại nè anh em. Đó. Còn sạc pin. Chẳng chỉ anh em cách sạc pin luôn. Đây là cục sạc. Anh em cắm vô cái lỗ này. Cắm vô này đó. Đây là anh em cắm vô điện nha, còn đây anh em mở ra để cho cái dây nó dài ra cắm vô, thì anh em cứ cắm khi nào sử dụng thì rút ra nó không sao hết, nó tự nó ngắt. Còn anh em bỏ vô túi đó, bỏ vô dây để treo lên đồ này nọ rất là tiện đó, anh em lưu ý nha, bỏ vô thì cái mặt lo lúc nào nó cũng phải nằm hướng này nha anh em. Đó, dây này dây treo nè đó. Còn nếu anh em làm dơ á thì buổi tối á anh em kiếm cái gì anh em băng cái này lại, tại cái này nó màu đỏ ra nha anh em. Đó, chỉ anh em sử dụng như vậy nha, có gì anh em không biết nữa thì liên hệ số điện thoại trên màn hình để Thuận tư vấn cũng như chỉ cho anh em tận tình hơn.